Tít ơi, Tít ơi, chợ Bến Thành kìa. Đâu, đâu, hôm trước mình vừa ở thủ đô, hôm nay đã bay vô thành phố Hồ Chí Minh rồi á. Thật mà. Ừ nhỉ, đúng là tháp đồng hồ, chợ Bến Thành rồi. Ở đâu có cả nhà rồng, có dinh Độc Lập, có sông Sài Gòn. Ôi, chip siêu thật đấy. Vậy bây giờ, tớ sẽ cắm cờ lên chợ Bến Thành đây. Còn tớ thì mở ra chuyên đề tiếng Việt diệu kỳ số 2, cấu tạo của tiếng Việt. Chào các em, hôm nay chúng ta học cấu tạo của tiếng phải không nào? Các em nhìn lên bảng sẽ thấy sơ đồ cấu tạo của tiếng gồm 3 phần: âm đầu, vần và thanh. Tít và Chip có sẵn sàng nhận một nhiệm vụ nho nhỏ không nhỉ? Chúng em sẵn sàng! Vậy trong 30 giây, Chip sẽ tìm cho cô 3 tiếng chỉ có âm đầu, âm đệm và âm chính. Còn Tít sẽ tìm cho cô 3 tiếng chỉ có âm đầu, âm chính và âm cuối nhé! Thời gian bắt đầu! Thời gian hết rồi, Chip có những từ gì nào? Em có các tiếng là hoa, huệ, sum và xuê ạ. Còn bạn Tít thì sao? Em có từ Việt Nam, khỏe, đẹp. Hai em giỏi lắm. Tít và Chip có biết là mỗi bạn đổi cho nhau một từ thì hai bảng của các em sẽ đúng hết không? Từ khỏe và sum phải đổi cho nhau đấy. Chúng ta có 4 cặp âm đệm, âm chính là oa nếu đứng sau quờ sẽ biến thành qua, oe nếu đứng sau quờ sẽ biến thành que, oe và uy. Em có các tiếng đóa, hoa, huệ. Bạn Tít có thể nối câu này bằng các tiếng có âm đầu, âm chính và âm cuối không nào? Ồ, đơn giản lắm. Đó là thơm, thật, nhỉ. Câu của các em tuyệt quá. Các em nhìn lên bảng cấu tạo nhé. Từ nhỉ của Tít bị thiếu âm cuối, nếu thay bằng từ thơm, thật, đấy, thì tiếng đấy mới có đủ âm đầu, âm chính và âm cuối. Em cảm ơn cô, em nhớ rõ rồi ạ. Các em ghi nhớ định nghĩa, tiếng là đơn vị phát âm nhỏ nhất của lời nói. Tiếng có thể có nghĩa hoặc không có nghĩa. Cấu tạo của tiếng gồm 3 phần: âm đầu, vần và thanh. Trong vần sẽ chia thành âm đệm, âm chính và âm cuối. Tiếng nào cũng phải có vần và thanh. Một số tiếng có thể khuyết âm đầu như ăn, uống, ao, eo. Thưa cô, tiếng thì phải luôn có vần và thanh. Vậy thanh trong tiếng Việt là như thế nào ạ? Về thanh điệu, chúng ta có 6 dấu thanh: thanh ngang, sắc, huyền, hỏi, ngã và nặng. Tên em và tên bạn Tít là thanh sắc đúng không ạ? Đúng rồi. Khỏe mạnh thì có thanh hỏi và nặng đúng không ạ? Các em giỏi quá, nhớ làm bài tập về nhà nhé. Chào các em. Các bạn nhớ cấu tạo của tiếng gồm 3 phần. Hãy tự tạo ra các từ bạn thích. Yeah! Tiếng Việt thật diệu kỳ! Này, tớ nghĩ ra một trò chơi với dấu thanh đấy. Như nào? Như nào vậy? Tớ sẽ viết ra một câu chuyện chỉ toàn là thanh sắc. Các bạn khác sẽ viết một câu chuyện chỉ toàn là một dấu thanh thôi. Tớ thử với thanh hỏi nhé. Thỏ nhỏ nhổ cỏ ăn. Bỏ từ ăn đi, từ ăn là thanh ngang mà. Hay quá, sáng tạo lắm Tít à.